Tại sao Việt Nam? Tác giả Archimedes Patti, dịch giả Lê Trọng Nghĩa, số 24. Một trở ngại không đáng kể do trời mưa. Thực tế, chỉ trong ngày một ngày hai mà khu cư trú của chúng tôi ở Côn Minh đã thay đổi từ trung tâm chỉ huy quân sự thành một tiền đồn cho việc chỉ đạo chính trị. Những phần tử ngoại quốc Pháp, Hà Lan, Anh và Trung Quốc trước đây được ngụy trang cẩn thận, nay lộ mặt xuất hiện tại hành dinh của OSS để chuẩn bị cho các công tác sau chiến tranh, hoặc phải đặc biệt xử lý việc này hay việc khác. Nhân viên OSS chúng tôi bận rộn chẳng kém gì những ngày còn chiến tranh. Lúc đó trời mưa, trong những ngày đầu tháng 8 mưa còn nhỏ, nhưng càng ngày càng trở nên dữ dội. Giữa tháng 8, mưa to đã gây thành một trận lụt tệ hại nhất. Côn Minh biến thành một cái hồ lớn, nhưng trận lụt cũng không ngăn cản được sự chuẩn bị sôi nổi của toán Messi, mà cũng chẳng làm nhụt chí được những người Triều Tiên, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam trong việc vật lộn một cách vất vả với bản báo cáo bí mật, các sơ đồ và đề nghị về các sự nghiệp khác nhau của họ. Nổi bật nhất là những người Việt Nam, họ yêu cầu được đối xử một cách đặc biệt và yêu cầu được sự ủng hộ của đồng minh, đặc biệt là của Mỹ. Người phát ngôn của Việt Minh nghiêm chỉnh đề nghị biến Đông Dương thành một sứ bảo hộ của Mỹ và thúc ép Mỹ can thiệp với Liên Hiệp Quốc để gạt cả người Pháp và người Trung Quốc ra ngoài kế hoạch chiếm đóng tại Đông Dương của đồng minh. Đại diện của Hồ Chí Minh rất lo lắng về kế hoạch chiếm đóng của Trung Quốc. Họ sợ rằng những người láng giềng phương Bắc sẽ trở thành những kẻ đi chiếm đất đai ở Đông Dương, sống bằng sự tước đoạt, cướp bóc. Người Pháp đồng ý với những mối lo lắng nói trên, nhưng thêm vào đó lại muốn giữ độc quyền về cai trị cho bản thân mình. Tổng bộ Việt Minh ở Hà Nội đã gửi đến một công hàm để giải thích rõ lập trường của họ, trong đó có đoạn viết: nếu người Pháp mưu toan trở lại Đông Dương để hòng cai trị đất nước này và một lần nữa lại đóng vai những kẻ đi áp bức, thì nhân dân Đông Dương sẵn sàng chiến đấu đến cùng, chống lại việc tái xâm lược đó của Pháp. Mặt khác, nếu họ đến với tư cách là những người bạn để gây dựng nền thương mại, công nghiệp mà không có tham vọng thống trị, thì họ sẽ được hoan nghênh như bất kỳ cường quốc nào khác. Tổng bộ mong muốn báo cho chính phủ Mỹ biết là nhân dân Đông Dương yêu cầu trước hết là nền độc lập của Đông Dương và mong rằng nước Mỹ, người bảo vệ chế độ dân chủ, sẽ giúp đỡ họ giành lại độc lập bằng cách sau đây. 1. Ngăn cấm hoặc không giúp đỡ người Pháp quay trở lại Đông Dương bằng võ lực. 2. Kiểm soát người Trung Quốc để hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc cướp bóc tước đoạt. 3. Cho các nhân viên kỹ thuật sang giúp người Đông Dương khai thác nguồn tài nguyên đất đai. 4. Triển khai các ngành kỹ nghệ mà Đông Dương có khả năng cung ứng. Nói tóm lại, người Đông Dương muốn sẽ được đặt ở một địa vị ngang hàng như Philippines trong một thời gian không hạn định. Đây là bản thông cáo chính thức đầu tiên gửi cho nước Mỹ, và tôi cũng cảm thấy nó có đầy đủ mức quan trọng để được chuyển về cho tướng Donovan và đã được Halliwell điện đi vào ngày 18 tháng 8. Trong khi đó, mùa trở nên tồi tệ hơn và cũng chẳng có việc gì khác phải làm. Santini và tôi gặp nhau lần thứ hai vào sáng ngày 16 tháng 8 để trao đổi về vấn đề trùng khánh, bác bỏ chuyến đi của ông đến Hà Nội. Santini rất nôn nóng khó chịu và kết tội OSS là đã ăn cánh với người Trung Quốc để phá hoại kế hoạch quay trở lại của người Pháp. Ông ta cáu giận đến trở thành mất trí và vô chính trị, dọa không công nhận chính sách của chiến trường, tiếp tục làm theo ý mình, được gì thì được. Tôi khuyên giải ông
và hứa thử hỏi một lần nữa Trùng Khánh cho ông tham gia giúp đỡ việc quản lý các tù binh Pháp ở Hà Nội, nếu như ông cam đoan tự hạn chế mình, không làm những hành động vô chính trị. Với một thái độ miễn cưỡng, ông chấp nhận cho ông và 4 nhân viên trong bộ tham mưu của ông mang quân phục Pháp được đến Hà Nội với danh nghĩa tham gia phái đoàn của tôi. Cùng ngày hôm đó, tôi nhận được một bản giải thích thêm của chiến trường. Phải nói thêm cho Saint-Denis và 4 nhân viên của ông một cách rõ ràng là họ phải hạn chế hoạt động trong các nhiệm vụ có tính chất nhân đạo trong cộng đồng người Pháp. Nhưng trời mưa đã làm trở ngại cho việc xuất phát của chúng tôi lúc đó. Nôn nóng muốn đến Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ bí mật của mình, Saint-Denis đã kiếm được một máy bay Pháp, một chiếc C-47 vừa mới ở Calcutta tới. Chiếc máy bay này do một phi công dân sự tên là Fulacher lái cho hãng iFriend đưa đến để nhằm khôi phục lại các chuyến bay giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Sau khi được Đại sứ quán và Chính phủ Trung Hoa bàn xong các vấn đề chi tiết, cuối buổi chiều hôm đó, Halliwell báo cho tôi biết là Saint-Denis đang chuẩn bị dùng một chiếc máy bay Pháp để nhảy dù xuống Hà Nội. Alexandri cũng yêu cầu tướng Hà Ứng Khiêm cho phép máy bay Pháp bay tới Hà Nội. Yêu cầu trên đã bị bác bỏ và người Trung Hoa đã cho binh lính tới canh giữ chiếc phi cơ của Pháp với mệnh lệnh là không cho người nào lên máy bay đi Hà Nội. Mệnh lệnh đã nói gộp cả lại. Tất cả các máy bay, không kể từ đâu đến và thuộc quốc tịch nào, đều không được cất cánh để bay đi Đông Dương thuộc Pháp cho đến khi có lệnh mới. Ngày hôm sau, lại xảy ra một chuyện khác với Saint-Denis. Ông đã tấn công tôi dồn dập với những lời buộc tội. Nào là người Mỹ phản bội người Pháp. Cá nhân tướng Webmeyer đã gây trở ngại cho Pháp ở chiến trường. Người Mỹ ở Trung Quốc tuy không cố tình nhưng lúc nào cũng hùa theo mưu đồ của người Trung Quốc. Ông nói ý nghĩ riêng của mình, cho là Webmeyer đã không trung thực với người Pháp ngay từ những lúc đầu. Khi tôi hỏi ông điều ông dự tính làm trong những ngày sắp tới, ông gượng gạo nói rằng ông chẳng làm gì cả ngoài việc chờ chỉ thị của Trùng Khánh. Sau đó tôi tình cờ được biết Saint-Denis đã cho một toán 10 người do Blanchard phụ trách xâm nhập vào Hải Phòng để bắt liên lạc với người Nhật ở Hà Nội và xúc tiến công tác với Trung tá Kamiya, một cựu sĩ quan liên lạc tổng hành dinh của quân Nhật ở Hà Nội với chính quyền De Kock. Nhưng Kamiya đã giữ toán người Pháp ở lại Hải Phòng và đã hạn chế hoạt động của họ. Vào việc chuyển những tin tức thời tiết cho người Pháp ở Côn Minh. Đúng như điều chúng tôi lo ngại, người Nhật đã tiếp đón máy bay đồng minh của các phái đoàn Maxi khác một cách rất lộn xộn. Hơn nữa, một phi cơ đồng minh khi bay qua Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 đã bị hỏa lực phòng không bắn, nên Bộ Chỉ huy Chiến trường quyết định hoãn chuyến đi Hà Nội của chúng tôi cho đến khi nào cơ quan chỉ huy Nhật ở Hà Nội nhận được thông báo là chúng tôi tới đó. Bấy giờ, trời mưa lại ngăn cản không cho máy bay cất cánh. Những khó khăn phiền toái với người Pháp ở Trung Quốc đã là đầu đề cho vô khối thư từ công văn giữa Trùng Khánh và Washington. Và tướng Donovan đã phải chỉ thị cho Hepner phối hợp chặt chẽ mọi kế hoạch của OSS có liên quan đến người Pháp tại Đông Dương với Bộ Chỉ huy Chiến trường và Đại sứ quán Mỹ. Trong lời giải đáp cuối cùng đối với chỉ thị của Donovan, Halliwell đã điện báo Phúc đáp điện 642. Chúng tôi đã tiến hành công việc theo như đã được hướng dẫn. Saint-Denis đi cùng với Patti hôm thứ Bảy. Điều đó có nghĩa rõ ràng là người Pháp hoàn toàn thuộc quyền chỉ huy của Mỹ và cũng chỉ có những người Pháp hoạt động với OSS. Cờ Pháp sẽ không được dùng đến. Trước khi bức điện được gửi đi, tôi đã trao đổi với Hepner về ý nghĩa của nó và yêu cầu phải ghi rõ sự đồng ý lên bản sao tài liệu. Nói tóm lại, không có trường hợp nào chúng tôi đã giúp đỡ cho người Pháp trong việc tiếp quản Đông Dương bằng vũ lực hoặc ngay cả việc tỏ ra có sự đồng tình tham gia vào các kế hoạch của họ.
Trong khi gặp trở ngại về thời tiết, chiều 19 tháng 8, tôi có gặp nhiều nhân viên thuộc chi nhánh Côn Minh của Mặt trận Việt Minh tại nhà của Phạm Viết Tự. Họ cũng vừa mới nhận được những tin tức rất phấn khởi từ Hà Nội. Và khi tôi tới, tôi thấy họ đang rộn lên vì vui mừng. Tống Minh Phương đã được một người bạn của Thái Hà ấp ngoại ô Hà Nội báo cho biết là Hà Nội đã nổi dậy. Họ kể lại một cách sơ sài là vào ngày 17 tháng 8, chính quyền địa phương Việt Nam của chế độ Bảo Đại đã tổ chức một cuộc biểu tình để ủng hộ chính phủ trung ương của Trần Trọng Kim. Tổng hội viên chức là người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ở địa phương và một đám quần chúng tới 2,5 vạn người đã tập hợp trước cửa nhà hát lớn thành phố. Không rõ tình hình đã xảy ra thế nào, chỉ biết là các đội viên đội võ trang tuyên truyền đã chiếm lấy các cuộc meeting kêu gọi quần chúng lật đổ chính phủ Bù Nhìn, đi theo Việt Minh và giành chính quyền về cho nhân dân. Theo những tin tức nhận được thì người Nhật đã không can thiệp và Ủy ban Thành Hà Nội đã nắm lấy cơ hội thuận lợi có cuộc meeting lớn lao đó để thúc đẩy tình hình tiến tới một cuộc khởi nghĩa quy mô rộng toàn thành phố. Sau những giờ phút bị kích động đến cao độ lúc đầu, nhóm Côn Minh cũng tỏ ra thấy rõ được tình hình hơn. Một số nghĩ rằng hành động của Ủy ban Thành Hà Nội là quá sớm, nếu người Nhật quyết định đàn áp cuộc nổi dậy thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đồng minh và đặc biệt là Trung Quốc cho chuyển người Pháp vào Đông Dương với bọn Bù Nhìn Quốc Dân Đảng? Không rõ giải phóng quân có sẵn sàng đối phó với tình hình không? Đây là điều lo lắng đã xen vào niềm vui hân hoan của họ. Tuy chẳng gì có thể che giấu được lòng tự hào và những cao vọng của họ. Tự và các người cộng sự của ông hướng về phía tôi, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được để họ yên tâm. Tôi chỉ có thể gợi ý được rằng phải thận trọng, đừng để cho tình hình tuột khỏi tay và dẫn đến những sự đổ máu không cần thiết, dù là người Việt hay người Pháp cũng vậy. Cũng ngay chiều hôm đó, tôi đã nói lại với Hollywell và Hepner về những gì tôi đã nghe được và gợi ý là phải báo cáo với tướng Webmeyer. Hollywell đã mạnh dạn phát biểu ý kiến cho rằng tưởng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như quân đội của ông ta ở Việt Nam lại bị dồn đến chỗ phải giữ một nền trật tự lâu dài ở Đông Dương. Hepner thì lo lắng đến việc sơ tán các tù nhân đồng minh và làm thế nào để cho quân Nhật đầu hàng mà không xảy ra chuyện rắc rối gì. Mối quan tâm chủ yếu của tôi lại là chung quanh vấn đề người Pháp. Nếu họ được phép vào Đông Dương với người Trung Hoa thì chắc chắn là sẽ xảy ra xung đột với người Việt Nam và người Trung Hoa sẽ không tránh khỏi lôi cuốn vào chuyện này. Chúng tôi cũng không nghĩ tới việc tình hình mới này đúng là phải được cấp chiến trường xem xét và quyết định. Nhưng sáng hôm sau, khi Hepner thảo luận tình hình Hà Nội với tướng Groth, thì không có gì có thể quan trọng hơn nữa và toán Maxi được lệnh phải tiến vào Hà Nội ngay khi thời tiết cho phép. Mưa vẫn tiếp tục như chút nước, đường băng bị hỏng và bị ngập sâu, xăng dầu cũng bị tràn bởi nước lũ, độ cao thấp và tầm nhìn xa hạn chế, nên không máy bay nào có thể cất cánh được. Nhưng Saint-Denis vẫn lồng lộn lên và chưa mất hết cái thói quen thích hoạt động theo lối cửa sau. Ông không còn phải giữ gìn gì nữa và đã tiết lộ cho tôi biết điều mà tôi đã nghe từ một nơi khác là Blanche đã vào Hải Phòng, đã bắt liên lạc với người Nhật và cũng đã báo cho người Nhật biết là người Pháp sẽ đến trên một chiếc phi cơ của Mỹ và không được bắn vào họ. Theo Saint-Turner, nói thì như vậy sẽ đảm bảo an toàn an ninh cho chúng tôi khi tới Đông Dương. Nhưng chỉ riêng cái ý muốn giày xéo lên các mệnh lệnh của chiến trường của ông ta cũng đã quá lố bịch và không cần phải được thảo luận tới. Đấy là chưa kể đến sự việc Nhật đã không chấp nhận đề nghị của Blanche. Chúng tôi vẫn đợi tại Côn Minh cho đến ngày 21. Một số chuyến bay ưu tiên bậc nhất mới được phép cất cánh. Lúc đó người Trung Quốc đã thu xếp với cơ quan liên lạc của Nhật ở Trung Quốc để cho toán của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Bạch Mai gần Hà Nội. Và chúng tôi đã được báo để xuất phát vào sáng 22. Lần này thì không có gì ngăn cản nữa.
Phần 3, Hà Nội, chương 16, những người khách không mời. Bay tới Hà Nội. Phi cảng chính ở Côn Minh vẫn còn bị ngập nước, do đó máy bay phải cất cánh từ Chani, một sân bay trên nền đất cao hơn. Đoàn xe của chúng tôi chậm chạp đi theo những con đường ngập nước lầy lội. Khi chúng tôi tới, cả sân bay như còn ngủ. Người gác Trung Quốc vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến chòi kiểm soát, nơi duy nhất có ánh sáng. Tôi được báo cho biết là máy bay đã sẵn trên sân, nhưng toán lái phi cơ thì còn phải nhiều giờ nữa mới từ Côn Minh tới được. Khoảng 8 giờ sáng, sân bay bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, nhưng máy bay của chúng tôi vẫn nằm chết ở một góc xa. Đó là một chiếc vận tải C-47 của quân đội, và chúng tôi cũng còn đủ thì giờ rỗi rãi để ngắm đường nét và số hiệu của nó. 5908. Đến khoảng 9 giờ, người lái tới. Chúng tôi đóng bộ vào với đầy đủ vũ khí, dù và chụp ảnh. Sau đó nổ máy và máy bay rời đường băng. Trong phi cơ, toán 12 người của chúng tôi và 4 người Pháp của Saint-Denis lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Chúng tôi cất cánh vào 11 giờ 35 phút ngày 22 tháng 8 và lao vào mây mù. Bất chợt trên mây có ánh mặt trời tỏa sáng như một điểm báo hiệu tốt lành, phấn chấn tinh thần, hết căng thẳng. Người lái thông báo phải bay cao trên 8.000 bộ và thời tiết còn xấu, dự tính là 1 giờ 30 sẽ tới nơi. Người Pháp và người Mỹ chuyện trò với nhau, mời nhau thuốc lá, kẹo và thỉnh thoảng lại cất tiếng hát. Nhóm người Pháp bên ngoài tỏ ra tự tin. Saint-Denis cho rằng chúng tôi sẽ không gặp khó khăn gì và sẽ được người Pháp và người Việt vui mừng nghênh đón như những người đến giải phóng. Điều lo ngại của tôi dựa trên một sự nhận định thực tế đúng mức là mặc dù Bộ Chỉ huy tối cao Tokyo đã chấp nhận đầu hàng hoàn toàn, nhưng các tư lệnh dã chiến Nhật ở khắp châu Á vẫn có thể ngoan cường từ chối, không chịu nhận thất bại. Tôi cũng chẳng nghĩ trước được rằng sự có mặt của những người Pháp mặc quân phục sẽ tăng thêm an ninh cho chúng tôi. Đã được tính toán trước là nếu người Việt Nam phản đối thì người Pháp sẽ được ghép vào trong phái đoàn của tôi. Đúng 1 giờ 30, phi công gọi tôi ra phía trước. Đã trông thấy máy bay Bạch Mai và ngay từ 8.000 bộ, tôi cũng có thể nhìn thấy các hồ lớn và các chướng ngại trên đường băng. Máy bay hạ xuống độ 2.000 bộ. Cửa được mở ra để nhìn cho rõ và chuẩn bị hạ cánh. Chúng tôi lượn nhiều vòng, chụp ảnh các đường bay bị chặn. Và ngạc nhiên tự hỏi, không hiểu sao cơ quan liên lạc của Nhật ở Trung Quốc lại chỉ cho chúng tôi xuống một sân bay không sử dụng. Cũng may mà chúng tôi có nhiều phương án thay thế để vào Hà Nội. A. Xuống nơi đã định ở Bạch Mai. Ở đó tôi sẽ được một phân đội nhỏ giải phóng quân Việt Nam đón và đưa về Hà Nội. Cách đó khoảng 1 dặm. 2. Là phương án dự bị B. Xuống sân bay Gia Lâm, sân bay chính của Hà Nội, ở phía đông thành phố, trên bờ sông Hồng và cạnh một trại tù binh chiến tranh. Phương án B đã được phối hợp với AGIS Côn Minh đề phòng khả năng Nhật chống đối lại, và trong trường hợp đó chúng tôi sẽ phải chiếm lấy trại tù binh, cấp vũ khí cho các tù binh và cầm cự cho đến khi bộ phận chủ yếu của toán chúng tôi tới, có thể trong vài giờ sau. Chuyển sang phương án B, chúng tôi bay trên sông Hồng và cánh đồng lúa bị ngập. Dọc theo cầu Domer, đường thuộc địa số 1, và đã thấy Gia Lâm. Sân bay hình như đang được sử dụng, nhưng ở đó lại có một số xe tăng cỡ nhỏ và súng cao xạ đặt trên xe. Tôi yêu cầu Trung úy Grelitsky, tổ trưởng biệt động, cho thả dù một tổ trinh sát. Đến 2 giờ, có ánh xanh phát ra ở phía cửa mở và Klicky cùng 3 người nữa lao vào không trung. Chúng tôi lo lắng quan sát họ xuống đất một cách khá đẹp, không có hỏa lực của Nhật bắn chống lại. Vào 2 giờ 6 phút, người cuối cùng đã tới đất và chúng tôi trông rõ họ đi về phía một số xe gần đấy. Gần như liền sau đó, Klicky gọi điện báo cho biết mọi việc thông suốt, và 4 phút sau, phi cơ chúng tôi hạ cánh xuống đường băng. Kết thúc một cuộc hành trình gai góc. Máy bay dừng lại,
và một đơn vị độ 50 hay 60 người Nhật, súng ống đầy đủ, bao vây lấy phi cơ. Mọi người nắm lấy súng và chúng tôi chuẩn bị bên trong khi người lái vẫn cho phi cơ chạy và quay đầu về ngược hướng gió, sẵn sàng cất cánh. Tôi đứng ở cửa máy bay, Saint Denis đứng ở đằng sau. Tôi thấy Gletsky cùng với cả tổ tiến lại gần, theo sau có nhiều sĩ quan Nhật. Tôi ra lệnh cho người của chúng tôi hạ súng, nhanh chóng ra khỏi máy bay và tiến lại chỗ các sĩ quan. Trong số đó có một trung úy biết nói tiếng Anh. Cách xa đó một chút, có một nhóm khá đông người đang vẫy cờ Anh và Mỹ. Họ là những tù binh Anh, phần lớn là binh lính Ấn Độ bị bắt ở Singapore mà tôi đã được AGIS báo cho biết, và họ cũng đã có liên lạc bằng điện đài với tôi khi tôi chuyển sang phương án B. Họ đã cùng nhau vượt ra ngoài trại để nghênh đón chúng tôi. Nhưng khi họ cách máy bay vài trăm thước thì một đơn vị Nhật dùng lưỡi lê chặn họ lại. Theo đúng truyền thống Anh, các tù binh liền dừng lại thành hàng, hoan hô ba lần và giương cao các cờ được làm từ trong trại. Tình hình căng thẳng, chúng tôi và người Nhật mỗi bên nhìn cảnh tượng đó với một cảm xúc khác nhau, và trong khoảnh khắc tôi thấy có vấn đề. Nhưng tình hình đã tự giải quyết được. Một đội nhỏ tù binh do một sĩ quan Nhật dẫn đầu lặng lẽ đi về phía chúng tôi. Trung úy Samson Sun, đại đội trưởng của nhóm tù binh Ấn Độ ở Gia Lâm, đã đến báo cáo rằng các tù binh đã sẵn sàng ở bên cạnh đồng minh và về tình hình trong trại. Tôi cảm ơn Simpson và bản báo cáo và yêu cầu ông ta cung cấp cho sĩ quan AGIS những tài liệu về nhu cầu trước mắt và việc nhanh chóng sơ tán tù binh. Sau ít phút gay go đầu tiên, tôi quay về phía các vị khách Nhật. Họ tỏ ra đang kiên nhẫn chờ đợi được nghe những yêu cầu khác của tôi. Tôi nói rằng chúng tôi đến đây để trông coi vấn đề tù binh chiến tranh và chuẩn bị sơ bộ cho việc tiếp nhận đầu hàng của Nhật cho tưởng thống chế. Hiển nhiên là các sĩ quan Nhật ở sân bay đã không nhận được chỉ thị gì và đã tỏ ra hoàn toàn bất ngờ. Nhưng họ cũng không có hành động gì chống lại và ra lệnh cho người của họ giãn ra. Tuy vậy, phi công của chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì liên lạc điện đài với Côn Minh. Còn tôi với Saint Denis, Glasky và hai người khác trong tổ biệt kích cùng với các sĩ quan Nhật đi tới một ngôi nhà nhỏ cạnh đường băng. Số còn lại trong toán chúng tôi ở lại với Trung úy Phan Bắc gác máy bay. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.